cái này cái nghiêng cái máy vậy, thế là cũng kiểu đứng đứng cái như này cái này. Đừng có rửa cái máy rồi. Không, thì chắc ví dụ nó mờ quá là mình phải chỉnh kỹ rõ rồi thôi. Ví dụ chị Bèo đừng có vội mà đi cái máy nhanh, vẫn phải từ từ á, chứ không mà cũng được. Nó sẽ có lúc nghiêng với lúc thẳng chứ phải không? Cái mụn đầy đi. Bị tổn thương. Còn có một ly thì cũng không bị tổn thương, có thành ra nhìn cái da không khỏe. Như nhẹ nhẹ quá vậy, nhẹ nhẹ thôi, không thấy gì cả. Xong cho chị bên đó đi anh.
con bé Út nó không có gia đình luôn rồi hả ta? Hai đứa con gì đó, con đàn con bao nữa gì đó. Ôi trời trời, bé nó mẹ gì đi đứa lúc bóng. Bé nó đi còn chị rồi, chắc tao là mẹ cũng không gặp đúng không? Chị Nhi, bé Út chị Nhi nó làm gì rồi chị Nhi? Bé Út nó làm gì? Cái thợ á. Dạ. Còn dễ thương giống hồi nhỏ không chị Nhi? Còn đẹp. Còn đẹp giống hồi nhỏ không? chị hỏi là con đẹp như hồi nhỏ Dung ấy mẹ. Dung đẹp hả? Dạ Dung á. Khá là đẹp nhất nhà hả chị? Chị Phước là con trai rồi. Út đẹp hơn Phước hay là Phước đẹp hơn? Thằng Út đẹp hơn hay thằng Phước đẹp hơn? Út hồi nhỏ là đã thấy đẹp rồi. Ngán quá hả? Không biết là hai người nó sẽ như thế nào. Dạ không, trừ ra đường mà chó mua đồ gì. Thấy gì nhì đi ngon qua nhà cũng không mà. Mô một cái đi. Giờ này thì người ta còn nhớ là chị có lòng đường và tạo trẻ nhớ giờ mình phải bỏ ăn.